Chào bạn, đây là video thứ mấy nhỉ, thứ tư nhỉ? Thì là lần này thì mình như lần trước đã hứa thì lần này mình sẽ dẫn các bạn là tạo ra được cái thằng này, tạo ra được cái API ở trên này, tạo ra một cái SQL trên này và viết cái API để trả ra cho nó, được chưa? Rồi, thì bây giờ có một chút như này, có một chút là mình sẽ đóng, mình sẽ cởi đi cho đóng các tab khác này. Thì ở lần trước, ở cái danh sách video trước mình hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái cơ sở dữ liệu đúng không? Tạo ra một cái cơ sở dữ liệu và cái bảng chuyện này đấy, bảng chuyện này và chả có viết ra được cái API trả ra ngoài, được chưa? Trả ra ngoài thì sau khi đấy nhé, sau khi đấy xong nhé, sau khi xong này thì là nó trả ra được ba cái dữ liệu là tên truyện, tên chat và link ảnh, được chưa? Thì bây giờ mình muốn nó trả ra thêm, mỗi chuyện nó sẽ có ID riêng, mình bây giờ mình muốn trả ra thêm cái ID cho nó nữa. Thì các bạn vào cái website của các bạn nhé, vào cái phần quản lý file ấy. Vào phần quản lý file này. Đơn giản thôi, nó chỉ là thêm một thuộc tính thôi mà. Rồi, về mình sẽ vào cái API mình viết ở trên này. Đây mình sẽ thêm cho nó một cái thằng nữa. Ở cái con check tên này, mình sẽ thêm cho nó thêm cái thằng ID. Được chưa? Mình thêm cho nó một cái thằng ID. ID. Đấy. Và muốn thêm một thằng ID thì mình sẽ lấy ra cái ID ở trong, mà chính là cái lấy ra thêm cái cột ID trong này đó, không gì cả nữa, sẽ thêm cột ID ở đây, mình sẽ ghi thêm là lấy ra cột ID này, tạo ra biến ID để lấy ra cột ID và mình truyền nhét nó vào trong cái thằng constructor à, đó xong. Nhưng mà để làm được cái này thì các bạn nhớ nhé, nhớ là các bạn phải xem được cái hết, xem cái được hết cái clip video phần 1 của mình cơ thì các bạn sẽ hiểu hiểu được hết cái phần này. Có nghĩa phần phần bởi vì cái video lần này của mình ấy thì là sẽ chỉ là cái tiếp nối phần kia thôi. Rồi sau đấy mình xếp mà và các bạn load lại cái API của bạn rồi đấy, thì bây giờ mỗi lần nó lấy ra, nó lấy thêm cho mình được cái cột ID rồi, đúng chưa? Đấy thì ở bên dưới ở trong code mình ấy, các bạn vào cái object truyện tranh ấy thì bây giờ mình thêm cho nó một cái thuộc tính, đó là thuộc tính ID đó. Anh sẽ insert get set cho cột ID rồi anh trên đây ID lấy theo cái data mình trả ra cái ID của nó, cái giá trị nó là cái key ấy, cái key nó là ID thì ở đây mình sẽ truyền nó đúng key cho nó. Làm xong là sau khi đấy mình đã có một cái cột ID rồi đúng không, mình lấy được cột ID rồi. Được, chạy nhé, bây giờ mình sẽ chạy xem có báo lỗi nhé. Thì tao đây không có lỗi đâu. Rồi nhá, thì đến bây giờ đến tiếp này. Ở trong lúc ở hồ chạy dây ấy, xong à. Rồi, nhưng nó vẫn lấy được ít chuyện nào, không hề có lỗi. Ok chưa? Thì bây giờ nhé, ở đây mình sẽ vào trong cái database của mình tạo ra cho nó thêm một cái bảng mới. Bảng này là bảng chat. Đầu tiên bao giờ mình có cái ID trước. Not none. Không. Private key là tự động tăng. Tiếp theo là cột chat thì có tên chat đúng không? Tên chat, cột tên chat và cột nghề nghiệp. Rồi, tất cả mình sẽ để vào tách hết. Rồi, ghi lại. Rồi, sau khi có cái bảng đấy rồi nhá, thì bây giờ coi là mỗi một chuyện nó sẽ có một ID đúng không?
có một chuyện sẽ có một ID, đây là trong bảng chat của mình ấy. Và mỗi một chat ấy, nó ví dụ như kiểu là mỗi một chat thì nó sẽ có là chat, cái chat đấy ấy, nó thuộc chuyện nào, đúng chưa? Như là ở trong cái thằng này mình sẽ sửa ra một chút, và các bạn kích vào cái cột chat nó sai sai này, kích vào cột rồi nó sẽ có phần là thêm cột mới mỗi một chat, nên xem mình sẽ ghi đây là ID chuyện. Có cái này là có nghĩa mỗi nó sẽ mỗi một trang sẽ có cái ai nó sẽ đi theo một chuyện đấy. Ô nó bị lỗi rồi à. Nó đang bị lỗi này, lỗi này có nghĩa lỗi bị thừa mà ta sang phần SQL cài phép đây cho mình, tích vào SQL xóa cái after đi rồi đến thực hiện nó xong đó xong. Đúng không? Thì bây giờ nhá, ví dụ mình sẽ ở bên thằng bây giờ sang bên chuyện này của mình này, còn kích một chuyện mở ra tab mới này, sang bên khác của mình. Mình sẽ tiến hành thêm cho cái chuyện danh ái này chưa, danh danh ái này khoảng tầm ở đây là chat thứ 6 không, không mình sửa lại đi, sửa thành chat thứ 3 thêm cho ít. À, chat thứ ba thì thêm ba cái chat cho thằng bên gái này, ok chưa? Ở bên chat này mình sẽ kích vào chuyện chèn, đầu tiên là ID, ID không cần ấy, tên chat mình sẽ là chat ô không chấm không, rồi ngày nhập mình sẽ để là ngày 01 01/10/2019, copy này. Và cái ID chuyện đây là gì, ID chuyện đây ví dụ mình có cái thằng chuyện này danh ái chuyện của nó là ID là 5 đúng không, mình sẽ để lên 5. Rồi tiếp đấy thì là mình sẽ thêm cái chat chat từ 1.0, ngày nhập là mình sẽ để ngày 12 và cái ID chuyện đây cũng phải là 5, thực hiện. Rồi sau đấy nhá, rồi các bạn vào trong là hiện tại là cái chuyện có ID hàng năm ấy là cái chuyện danh ái này, nó có hai cái chat đúng không, chép thêm một cái nữa mình sửa lại này, chat hai à, chat hai và cái ngày này ngày 3 thực hiện này. Nó đến nhưng mà nó đến tận chat ba thôi, chép thêm một thằng nữa, chat ba ngày nhập ngày 4 thực hiện. Rồi đấy xong, và tiếp theo nữa là đến cái thằng head of page, mình sẽ để thằng này là thành 101 đi, 101 có nghĩa là có mới ra được một chat, chép thằng này đây không phải 101 không, 101 ngày nhập thì mình sẽ để ngày 16. Nhưng cái ID của thằng khách ở page này nó là 2, nên mình sẽ sửa thằng này thành thằng 2, thực hiện. Đến thực hiện giờ xong rồi, bây giờ là mình đã có data rồi này, có data có các thứ rồi đúng chưa, thì bây giờ mình sẽ tiến hành viết API rồi mình nói lại cho API mình. Bạn nhìn thấy nhá, cái chuyện khách ở page mới có chat 1 này, thằng này mới có đến chat 3 thôi này. Đấy, sang bên này nhá, bạn tắt thằng này đi, bạn kích chuột phải vào đây, bạn copy. Đây là cái thằng lấy chuyện này đúng không, mình sẽ chỉ cần sửa thành thêm lấy chat, copy. Rồi đây sang bên thằng lấy chat này, đây mình sẽ sửa lại một kẹo này. Đầu tiên nhá, đầu tiên mình sẽ sửa cái constructor của nó trước, mình sẽ chuyển constructor nó thành thành chat. Thứ nhất nó vẫn mình sẽ vẫn lấy ra ID nhá, mình sẽ vẫn lấy ra ID cho nó này, tên và tiếp theo ngày nhập, ngày nhập đúng không, xóa sửa lại đoạn rồi xong. Cái các cái câu lệnh connect thì vẫn bình thường, trừ cái câu lệnh SQL của mình sẽ là hơi khác một chút. Như các bạn thấy nhé, ví dụ khi mình kích vào bên này đúng không,
kích bộ đề ạ, thì mình sẽ phải lấy ra được cái tên, cái những cái chap của cái chuyện đấy ở trong cái bảng chap này luôn. Thì cái AI của mình ấy, nó sẽ ngoài bên AI mình ấy, nó sẽ không phải như thế này nữa, nó không như này nữa, mà nó sẽ bắt buộc là phải được truyền lên cái ID, của cái chuyện đấy, và mình sẽ lấy ra dựa theo cái ID của thằng đấy, ID dựa theo của thằng này, ok chưa? Thì câu lệnh của mình đây, điều gì đầu tiên để lấy được ra ấy, từ từ để lấy được ra cái ID ấy, thì nó có một phương thức, đó là phương thức để có hai phương thức thông thường, nó có khi truyền data lên nó có hai phương thức để truyền, một là phương thức get, hai phương thức post. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là truyền dùng cái phương thức get nhá, các bạn chỉ cần gọi là tht get data get data đấy, nó có hai thức, một là get này là post này đấy, thì cái phương thức get nó chính là thằng này đây. Đầu tiên bao giờ cũng thế thôi, thì ở đây nhá chấm phẩy, ở đây mình sẽ có một cái biến đô la id chuyện bằng bao giờ cũng thấy cái giá trị của bạn truyền lên đấy, cái phương thức ghép nó truyền theo kiểu key và value, thì cái key của bạn đây mình sẽ đặt là id, để đây là id, id chuyện sau khi có được cái phương thức nó sẽ lấy ra cái data mang cái key là id mà bạn gửi lên, khi mà gửi lên, khi ví dụ khi mà bạn kích vào đây là nó sẽ gửi lên cái thằng id này, ok chưa? Thì tí mình sẽ hướng dẫn các bạn là như ID nó sẽ hoạt động như nào. Thì ở đây cái thằng ID chuyện này nó sẽ được sử dụng để sử dụng để lấy ra theo cái lấy ra các cái chat theo cái cột này, đúng không? Thì có thể là ở đây mình sẽ vào trong SQL này, mà kích SQL select from sao chat where ID chuyện, ví dụ mình chuyển chuyển ID chuyện đây và mình chuyển vào phần 5 rồi thêm cái hai cái dấu nháy vào trong nhá, thêm hai dấu nháy vào trong nhá, nhấn thực hiện đấy, nó ra được cái cột, nó ra được cái chuyện những cái chat mà có cái hai chuyện bằng 5, đúng không? Rồi mình copy thằng này vào trong SQL, mình paste lại những ai chuyện đây, mình sẽ truyền vào là bằng 2. Đấy, nó sẽ ra cái chuyện ID này. Còn nếu như mà không có hai chuyện đây, mình chuyển vào ba, hiện tại không, trong cái bảng mình không có cái nào mà bằng ba, đúng không? Thì không ra cái gì cả, đúng chưa? Rồi các bạn sang lại cái bên cái API của mình này, mà mình đang viết này, cậu paste thẳng câu SQL vào đây đây. Đấy, nhưng thay vì cái số 5 kia của mình, bây giờ đang báo lỗi, nó đang báo lỗi đâu, đang báo lỗi ở đây, mình sẽ thay vì số 5 của mình sẽ truyền vào cái ID chuyện mà mình lấy được, xóa hai cái dấu nháy đi nhá. Rồi đấy, ai đi chuyện mình rồi, và rồi và thay vì sau đó đến cái thằng tạo ra một array này, thực hiện câu connect xong rồi, thực hiện câu cái câu lệnh SQL xong rồi, nó trả ra cho các bạn một cái nít, đúng không? Thì cái nít này đầu tiên ID mình vừa lấy ID nữa, nhưng mà cái bây giờ mình sẽ muốn lấy thêm cái cột tên, đúng không? Cột tên và cột ngày nhập, thì cột tên trong này của mình ấy nó ghi ở đây là tên chat, key nó là tên chat, và cột ngày nhập của mình ghi ở đây là tên của cột tên ngày nhập,
Ngày nhập, ok chưa? Rồi. Sau đó ai ship chữ cũ chuyển vào link chat. Thứ nhất là ID, thứ hai là tên, thứ ba là ngày nhập. Và phần này không có ảnh. Đó. Sau đến tiếp theo là JSON bằng JSON.encode e chó JSON rồi xong. Đến đây nó hiển thị ra cái chat, cái nick chat của mình. Bây giờ mình xếp nhá. Rồi. Như các bạn đã thấy nhá, thì mình hiện tại là cái API của mình ở đây là API là lấy chuyện đúng không? Nhưng cái API mình vừa tạo ra là cái API lấy là chat. Mình copy. Mình paste vào đây. Nhấn enter. Rồi nó đang báo lỗi ở dòng số 14. Dòng số 14 là dòng nào? Mình vào đây, dòng số 14 là dòng này. Tại vì sao? Tại vì mình không có cái ID, mình không gửi cho nó một cái ID nào cả, nên là vào đây nó cũng không có giữ cái dữ liệu mình truyền lên đang là rỗng. Và vào đây mình phải yêu cầu lấy ra cho mình một cái dữ liệu có key là bằng ID. Giờ rất đơn giản nhé, bạn copy cái thằng ID vào trong URL, nối tiếp cho nó là hỏi chấm ID bằng, ví dụ ID của mình bằng 2 đấy, ví dụ đấy, enter. Rồi, nó vẫn báo lỗi ở dòng 24. Dòng 24 của mình đang bị làm sao? Cái câu select của mình chắc đang có vấn đề rồi. Bắt buộc thêm dấu nháy rồi, bắt buộc thêm dấu nháy. Nó sửa này thành dấu có hai nháy. Rồi, ok. Nhấn save này. API mình đâu rồi? Chạy lại này. Rồi, đó, anh nhìn chưa? Đúng, có phải là đúng cái thằng chat mày của mình không? Đúng cái thằng chat của mình bằng 2 không? Đây, cho bạn đã biết. Đúng là cái chat bằng 2. Ví dụ bây giờ mình chép thêm một cái này. Đấy, mình chép đây ghi là chép 0 đi. Chép 0.0. Mình nhập ở đây mình ghi là chép 2. Chép 2 cho hay chép 2 đi. Ngày giờ đây cũng ngày mùng 6, ID vẫn là bằng 2 này, nhấn thực hiện này. Sang lại file API, nó lại. Đó, đúng chưa? Đấy, ví dụ ID bằng 5 thì sao? Đó, nó sẽ trả ra những cái chuyện nào, những cái chat nào của chuyện có ID bằng 5. ID bằng 5 là thằng nào? Chính là cái thằng danh gái không? Rồi, ok. Rồi xong nữa. Thì bây giờ tiếp đến nhá, ví dụ bây giờ ví dụ cái ID của mình bây giờ bằng 1 thì sao? Không có chuyện đúng không? Rõ ràng là không có chuyện. Đấy, nó sẽ trả ra một cái mảng rỗng, không có dữ liệu. Rồi, hay đấy nhá, bây giờ mình sẽ copy vào đây. Để copy cái link này. Đồng mình sẽ paste xuống bên dưới cho các bạn trước nha. Rồi, sau đấy mình sang quay lại bên Android Studio, được chưa? Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn là làm nào lấy ra từ lấy cái từ trên API về đúng không? Thì bây giờ coi vào và cái video đầu tiên ấy là hướng dẫn các bạn được truyền cái thằng chuyện tranh sang này và cái API lấy chuyện của mình ở đây và tạo và mình có một cái API lấy chat chuyện ở đây. Thì bây giờ thay vì truyền vào cái thằng một cái JSON mà mình tạo ra mình fix cứng ấy, thì nó truyền vào cái thằng này. Nhưng cái ID của mình phải là ID của cái chuyện được truyền sang từ cái màn main activity là thằng này đúng không? Bây giờ nhá, mình ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái string là ID chuyện. String ID chuyện. Chấm phẩy lại. Đấy, xong. Rồi sau mình sẽ copy Ctrl C. Mình sẽ đại khái là trong constructor ấy mình sẽ truy gắn truyền và thêm cho nó một cái ID chuyện nữa. Zip chấm ID chuyện bằng ID chuyện đó. Và bây giờ thay vì mình cộng với cái số đó, thay vì cái link của mình là cái giấy chat này mà nó quả chấm ID bằng này, đây mình cộng thêm cái bằng ID chuyện nữa, ok chưa? Đấy. Và sau khi đấy xong nhá,
chắc chắn bây giờ các bạn quay lại chat thì tắc IPV sẽ báo lỗi, bởi vì cái thằng IPA chat chuyện mình đấy, contractor mình vừa mới sửa truyền nó sẽ cho thêm một cái ID chuyện, chính là cái thằng chuyện tranh này, các gọi đến kèm chuyện tranh chấm yeah, ID đó rồi thì nó sẽ gửi cái ID của chuyện đấy vào trong này, đúng chưa, vào trong cái thằng API chắc chuyện này, và cái thằng API chắc chuyện không sai nào đấy, nó sẽ chọc vào cái link này và gán thêm gửi lên cái ID của cái chuyện đấy, và cái ID của chuyện đấy xong ấy thì ở trên bên thằng này nó sẽ lấy được ra cái ID đấy, đúng chưa, và sẽ nhét vào câu SQL này, câu SQL có nhiệm vụ là select được cái ở trong cái bảng bảng chat những cái chapter nào, những cái chat của cái chuyện mà có cái ID truyền lên đấy, và sẽ trả ra được cái JSON, trả ra được cái JSON này cho các bạn, ok chưa? Rồi bây giờ chạy thử này, nghiệm thử thành quả của mình này, run này, ok này. Rồi xong, sau đâu đấy xong nhá. Đây, bây giờ có phải vừa lẫn mình vừa thêm cho cái thằng click attack 2 chat và cái thằng danh á này là 3, 4 chat hay 3 chat gì đấy. Đây, ví dụ như còn những cái chuyện này sao? Thì kích vào rộng, không có cái chat nào, đúng chưa? Bây giờ ví dụ mình sang chọn cái chuyện này đang lấy về. Thôi, cũng không có chuyện nào gây ái thì sao, cũng không có chuyện nào, rồi có chút vấn đề rồi, ok rồi mình sẽ đặt một cái debug ở đây, mình sẽ làm cái debug ở đây thì xem văn debug xem mà tại sao không lấy được vậy. Sorry, đây, trực tiếp hiện tại cái đi chuyện này bằng 5, nó đi chuyện hiện tại đang bằng 5, còn mình sẽ tích vào đây chọn tiếp phải cho ta rõ ràng mới lấy được về này, rõ ràng lấy được về rồi này. Sang bên đó là lấy được về rồi, tại sao không hiển thị lên đây, các bạn sang lại bên cái thằng này đến văn tiếp, rồi cái data truyền vào vẫn là có nữa, các bạn có được đấy, lấy được về rồi này. Thế là có không? Đấy, nó không hiện lên, hiện không hiển thị lên, rõ ràng có lấy về rồi nhá. Ừ, xem lại anh lên chuyện. Ồ, trời ơi, biết tại sao rồi. Đây, nguyên nhân này này. Có nghĩa ở trong các cạnh tranh của mình, coi là mình vừa còn có một contractor gọi nó có nghĩa là lấy ra theo lấy contractor nhận vào một cái JSON object chính là cái thằng này, đúng không? Cái thằng này đó. Và trả cái JSON object đấy có là mình lấy ra dữ liệu tên là tên chat, nhưng trong cái JSON object của mình không có cái dữ liệu nào đấy, bởi vì đây là lỗi do mình lười copy rồi. Bây giờ có nghĩa là cái không có cái dữ liệu là tên, không có cái key ở đây tên là tên chat cả, như bọn mình thấy đấy, thì bây giờ mình sửa đây
bởi vì mình copy mình không sửa cái key cho nó, mình cứ paste luôn ở phần tên chat. Tiếp nữa là đến phần hành động. Đấy, nhưng cái API được tải khá tiện. Rồi mình xếp là khi bạn đến xếp xong các bạn không cần chạy lại nhé. Ai cho mình tích chút xíu nhé, khổ dùng hàng dùng đồ free này khi nào mình mất tiền đăng nhập đấy. Phần mấy trang này tên chuyện là mình sửa này. Sorry, mình sửa cái tên trang. Nhấn save. Rồi, vào trong Angular Studio mình sẽ tắt hết các nghỉ mắc đi. Tắt hết nghỉ mắc đi. Thì mất đây này, nó bị mất đây rồi, mình chạy tiếp này, rồi xong bắt lại à, vẫn còn một cái debug không, rồi dây lại rồi, nó nhìn chưa, nó lấy lại đầy đủ chat mình chưa, quay lại là đó hai chat rồi. Rồi ví dụ như là mình thêm cho cái thằng mục tiên Hà Thần này, mục tiên Hà Thần này bây giờ ở đây vào trong thằng này nhá, tắt hết các cái này đi nhá, tắt hết đi nhá vào ngoài mình chép này, mình chép là cái mục tiên Hà Thần của mình sẽ cho đến chat 111 đúng không, thì có cái ID là 6. Ví dụ đây mình sẽ gạt nhập là chắc một ngày nhập đây mình sửa là từ tháng 9 đi, tháng 9 và ID ấy mình là 6, nhấn thực hiện rồi mình chép tiếp, rồi mình chép hai còn ID ở đây là mình nhập đây mình sẽ để mà không tất cả là 169 đi, nhấn thực hiện. Rồi. Bây giờ mình sẽ copy cái câu SQL này. Mình sang bên SQL nhá. Test đây. Enter test. Ô chết. Nhân viên tư nó thực hiện hết cho mình rồi, trời ơi. Rồi bây giờ lại ngồi mình có một công sửa. À, chắc đây chắc 3. Chắc này đây chắc 4. Chắc này đây chắc 5. Chắc đây chắc 6. Chắc đây chắc 7. Chắc 8. Rồi xong. Bây giờ là quay lại chứ không phải chạy đâu. Mình nhấn mục tiêu Hà Thần. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đúng chưa? Đấy, ngày 6 9 2019. Rồi ok. Thì bây giờ là cái phần video về cái phần 2 của video về các đọc truyện của mình thì xin được kết thúc ở đây. Thì phần 3 mình sẽ dẫn các bạn đến phần đọc truyện. Bây giờ thêm chat được không? Bây giờ đến phần đọc truyện. Đọc truyện. Rồi, chúc các bạn học lập trình video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ. Ok, nhớ ấn like và subscribe cho kênh của mình nha.